Ngọc Đăng Thanh và Chí Tâm xin kính chào quý khán thính giả, kính chúc quý vị luôn được nhiều niềm vui, an bình và hạnh phúc. Chí Tâm xin kính chào Thái Ngộ đến quý vị khán thính giả. Chào Ngọc Đăng Thanh. Chào Chí Tâm. Chí Tâm ơi, hôm nay mình sẽ nói về đề tài gì đây? Chí Tâm. Hôm nay thì mình đi tiếp chương trình với đề tài thiên chức của người soạn giả. Nhưng mà trước khi bước vào chương trình thì xin cho mình đọc một lá thư email của chú Nguyễn Tấn Phát. À, chú Nguyễn Tấn Phát gửi email là kính gửi hai nghệ sĩ Ngọc Đăng Thanh và Chí Tâm. Trước hết tôi xin được phép tự giới thiệu tôi tên là Nguyễn Tấn Phát, hiện cư ngụ tại thành phố Mississauga, vùng ngoại ô của Toronto, Canada. Khi làm thơ viết văn viết báo thường lấy bút hiệu là Nguyên Trần. Lời nói đầu tiên là có lời hỏi thăm sức khỏe cô Ngọc Đăng Thanh và anh Trí Tâm và cầu chúc chương trình tiếng tơ đồng mà tôi là một khán giả trung thành càng ngày càng thăng tiến để bảo tồn và phát huy một nét văn hóa độc đáo truyền thống thiêng liêng của dân tộc là bộ môn cải lương mà tôi đã say mê từ hồi nhỏ. Viết tới đây tôi nhớ lại hình ảnh ngày xưa, xa xưa thật cảm động của một cậu bé trên dưới 10 tuổi, nôn nao chạy lúp xúp theo mẹ vào rạp hát của thầy Năm Tú ở Mỹ Tho, sau lần lượt đổi thành ra rạp Trung Quốc rồi Vĩnh Lợi, để say mê theo dõi tuần cải lương, giả sử, truyện tàu, hương xa, chiến tranh thật hấp dẫn như Tây Thi cái nước Việt, Phụng Nghi Đình, Miếng Thịt Người, Thuyền ra cửa biển, Hàm Lệ, Nở Núi Sông, Mộng Hòa Bình, Đàn Chim Sách, Khi Quan, Đào Nở, Nửa Đời Hương Phấn với các bậc tiền bối tài danh như Năm Châu, Phùng Há, Năm Nghĩa, Bảy Cao, Việt Hùng, Ngọc Nuôi, Minh Chí, Úc Trà Ôn, Kim Trưởng, Kim Cúc, Kim Lan. Ngoài ra thì cậu nhỏ này cũng thích nghe trên dĩa pate giọng ca của cô ba bến tre cô ba trà vinh hay là cô năm cần thơ nhất là giọng ca mượt mà làm mềm lòng người của cô bạch huệ cậu bé mê cải lương đó chính là tôi tới đây tôi xin nêu lên một trong những lý do khiến tôi viết thư này cho cô Ngọc Đăng Thanh và anh Chí Tâm đó là trong chương trình Tiếng Tây Đồng phát hình ngày thứ Bảy, 3 tháng 8 vừa qua trong đoạn kể trên tên các soạn giả cải lương ngày xưa nếu tôi nghe không lầm thì cô Ngọc Đăng Thanh và anh Chí Tâm còn thiếu sót tên soạn giả Nguyễn Phương cũng là một bạn đồng môn niên trưởng khả kính của tôi ở trường trung học Nguyễn Đình Chiểu, Mỹ Tho hiện định cư tại Montreal, Canada, Montreal. Đó. bác Nguyễn Phương là soạn giả tài danh một thời của Việt Nam Cộng Hòa. Bác đã sáng tác hơn hơn trăm tuần cải lương kịch bản truyện phim nổi tiếng mà tiêu biểu là tuần cả lương đôi mắt người xưa ngã rẽ tâm tình bọt biển qua đồng cỏ nội tiền rừng bạc biển bóng chim tâm cá phim thì có triệu phú bất đắc dĩ con ma nhạo hứa chàng ngốc gặp hên lệnh bà xã ngoài ra tôi xin đề nghị chương trình tiếng tới đồng nếu có thể xin trích một vài tiểu đoạn từ các vở tuần cải lương ngày xưa để cô ngọc đăng thanh và anh chí tâm cùng hợp ca như một gợi nhớ cho những người mê cải lương đang sống ở hải ngoại như tôi về một thời sân khấu miền Nam. À, nhắc tới niềm đam mê cải lương ngút ngàn của tôi, tôi xin kể ra là một câu chuyện ngày xưa với mục đích nói lên sự gắn bó của tôi đối với bộ môn này, chứ hoàn toàn không phải có ý khoe khoang gì đâu. Số là trong đời công chức rài đây mai đó cũng giống như nghệ sĩ vậy. Tôi đổi ra Phan Thiết năm 73, trong thời gian đó có vài đoàn hát lưu diễn tại đây. Cái thích thú nhất của tôi là thường la cà vào hậu trường xem các anh chị đào kép make up, mà tưởng như mình là một phần tử của đoàn hát rất là gần gũi. Tôi thường đưa tiền cho một đệ tử biết nấu ăn, nấu nồi cháo cá, cháo vịt, cháo trắng, ngũ kỳ rồi hột vịt muối để sau khi giảng hát thì tôi mời một số anh chị em đào kép như Phượng Liên, Mộng Tuyền và anh Thành Được tới nhạn cháo đêm trong chân tình, cảm thông thấm thiết thật là vui vẻ. Tôi còn nhớ rõ lúc đó tôi là phụ tá hành chánh tỉnh nhưng lần đầu tiên thì anh Thành Được nghe lộn nên gọi là đại tá <laughs> làm cho tôi phải đứng chánh. Đó là những kỷ niệm đẹp khó quên của tôi với nghệ sĩ cải lương sau cùng thì xin viết một bài thơ đường luật tặng cho chương trình tiếng tơ đồng cô Ngọc Đăng Thanh và anh Chí Tâm và với tất cả lòng ái mộ tấm dạ. lòng ái mộ nha dạ. bây giờ cái bài thơ đó cái dạ, thì... để uh, tiếng tơ đồng uh, vẫn reo vang dạ, tiếng tơ đồng vẫn reo vang tôi mê tiếc một tiếng tơ đồng réo rắc giặt diều nỗi nhớ mong giọng cổ cả đời ghi tạc trí cải lương trọn kiếp vấn dương lòng kép đào ca diễn xiêm đẹp soạn giả công trình tù tích xong với ngọc đăng thanh thêm khởi sắc chí tâm đa dạng nét hương đồng Mrs. Suga, Suga, vào à, ngày 6 tháng, 6 tháng. 8 và <laughs> 2013 Ờ, nguyên Trần Viết tặng cho, hai, trần, nghệ sĩ. Viết tặng cho dạ. hai nghệ sĩ dạ. Ngọc Đăng, Đăng Thanh và Trí Tâm. Tâm ở Trong chương trình Tiếng Tê Đồng của đài SPTN dạ. dạ Dạ xin cảm ơn chú Nguyễn Tấn Phát Đã tặng bài thơ Tiếng Tê Đồng vẫn reo vang Để tặng cho Ngọc Long Thanh và Trí Tâm Trong dạ. Dạ. thơ thì chú có nói mình không có nêu tên dạ. chú soạn giả Nguyễn Phương dạ. Thì Chí Tâm nghĩ là có Dạ. Ờ, nhưng mà vì lướt qua nhiều tên soạn giả dạ quá Cho nên chú Nguyễn Tấn Phát tưởng là thiếu sót tên của chú Nguyễn Phương nhưng mà nếu có thiếu thì cho chi tâm xin lỗi chú Nguyễn Phương và chú Nguyễn Tân Phát mà không thể nào thiếu được khi những bài vở trong chương trình tiếng Tơ đồng đều dựa vào tài liệu trong quyển sách Ngũ Đại gia sân khấu cải lương của chú Nguyễn Phương thì làm yeah. sao mà quên chú Nguyễn Phương được quyển sách này như là một tài liệu lịch sử cải lương rất quý giá mà con cháu mai sau phải tìm tòi học hỏi đây dạ yeah. yeah. đúng rồi vậy thì hôm nay đó mình nói đến công trình của soạn giả Nguyễn Phương dạ à, vậy cũng được dạ đúng ừ. rồi nhưng mà tâm có biết là thanh với lại soạn giả nguyễn phương quen thân như thế nào không ừ, bây giờ mới biết <laughs> nói đi dạ quý vị có biết rằng ngọc đăng thanh với lại soạn giả nguyễn phương ngọc đăng thanh kêu nguyễn phương cái tên rất là thân thương đó là ba à ba. dạ kêu bằng ba là tại vì làm việc kêu chung thứ hay là kêu ba phương luôn dạ không ba phương ba phương dạ kêu bằng à. ba mà con nói ba nghe này nọ là dạ. gì à, ngọc lan thanh biết uống trà lần đầu tiên cũng do soạn giả nguyễn phương do bà phương dạy Dạ, cho... bà nguyễn phương đã dạy cho cách uống trà như thế nào phải làm sao một cái cái cốc nhỏ xíu nè uống cái ực vô công đó tại sao nuốt uống cái ngậm <laughs> vô chút xíu rồi nuốt xuống mấy ông ngày xưa dạ. thường hay nói mày uống dạ. như uống như trâu vậy dạ. <laughs> uống phải nhâm như dạ. từng thứ dạ từng mỗi thứ. lần mà tập tuần ở đằng nhà đó là ba nguyễn phương lúc nào cũng pha bình trà lúc nào ngọc long thanh cũng tới sớm trước nửa tiếng đó à, rồi trong cái thời gian và dạ, ừ. trong cái thời gian đó thì được ba nguyễn phương dìu dắt rồi được làm phim chung nè như là phim báo kiếm rửa hận thù rồi Long hổ sắc đấu nữa ừ. rồi rất rất là nhiều phim mình thì ba nguyễn phương lúc nào cũng đứng kề cộng một bên để mà chỉ dẫn những cái cách diễn hoặc cách nói như thế nào để khi ra phim nó cái mặt mình nó, nó, nó thật chứ đừng có giống như là đóng phim mà phải là thật sự rồi ngọc văn thanh cũng là diễn viên của ban kịch phương nam thì lúc đó là có chị kim tuyến nè rồi có tú trinh nữa anh ngọc Đức, Quỳnh thanh trà rất là đông đông nhiều người làm cho yeah, nhà vâng, bà vâng. nguyễn phương à, rồi bây giờ thì mình nói tới đây thì cũng đủ biết là cái tấm chân tình của ngọc đăng thanh đối với ba chú nguyễn, nguyễn phương, phương yeah. cũng như là ba nguyễn phương yeah. à, rất là đậm đà và bây giờ thì ba nguyễn phương đang định cư ở montreal là vùng nói tiếng pháp của canada Yeah. À, Điều đó nói tiếng Pháp, nếu mà gọi là tiếng Mỹ thì dạ. Montreal yeah. à, soạn giả Nguyễn Phương tên thật là Nguyễn Văn Hòa, bút hiệu là Nguyễn Phương Ông sinh ngày 1 tháng 7 năm 1922 tại làng Điều Hòa, Tổng Thuận Trị, à, quận Châu Thành, tỉnh Mỹ Tho Học trường College The Mỹ Tho, tốt nghiệp trường Practical Industry À, Sài Gòn năm 1940, tốt nghiệp à, trường Technic Special Hà Nội năm 1943, công chức Sở Bưu điện Sài Gòn Bureau Technic 1943 cho đến 1948, gia nhập đoàn hát cải lương Tiếng Chuông vào năm 1948 vẫn với bút hiệu là Nguyễn Phương năm đó mình chưa đẻ. <cười> <cười> soạn giả Nguyễn Phương đã làm soạn giả cho các đoàn hát như là tiếng chuông, thanh minh, việt kịch Nam Châu, Kim Thoa, thanh minh thanh nga và dạ Lý Hương, trưởng ban cải lương phương Nam của đài phát thanh Sài Gòn, rồi trưởng ban cải lương phương Nam của đài phát thanh Quân đội, trưởng ban kịch phương Nam đài truyền hình Sài Gòn tác giả các truyện phim như là Lẽ sống đời tôi, Lệnh bà xã, Báo kiếm rửa hận thù của hãng phim Mỹ Ảnh, Con ma nhà họ hứa của hãng phim Dạ Lý Hương, Triệu Phú Bất Đắc Dĩ, Bóng Người Đi của hãng phim Mỹ Vân, Chàng Ngốc Gặp Hên của hãng phim Trùng Dương. Yeah. Có 41 tuần hát đã sáng tác từ năm 1952 cho đến năm 1975 sau 1975 thì ông có theo các đoàn hát là Sài Gòn 1, này, Sài Gòn 2, Sài Gòn 3, đoàn ca múa Hương Miền Nam, đoàn Phước Trung là rồi làm sếp của sân khấu á, rồi chăm sóc cho mỗi cái xuất khác về kỹ thuật sân khấu. Yeah. Tháng 4 năm 1989 thì ông đi định cư tại Canada, diện đoàn tụ gia đình. Năm 1993 thì viết báo nghệ thuật ở Montreal năm 1996 cho đến 2010 thì viết hồi ký sân khấu cải lương trên tờ Thời Báo Montreal và Toronto à, phụ trách chương trình cổ nhạc tại phát thanh Montreal và Toronto biên soạn và xuất bản quyển Ngũ đại gia của sân khấu cải lương vào năm 2004 xuất bản cuốn hồi ký buồn vui đời nghệ sĩ vào năm 2005 và năm 1997-1999 phụ trách thêm chương trình cổ nhạc Đài Việt Nam Hải Ngoại ở, ở Virginia. Virginia. Yeah. Và năm 1999 thì thực hiện 20 chương trình cải lương cho Đài Radio Úc Châu. À, năm 2006 đến 2010 Mười. Đó thì phụ trách chương trình phát thanh cổ nhạc của Đài Á Châu Tự Do ở Cùng Virginia. Ở Virginia. Yeah. Hiện nay thì soạn giả Nguyễn Phương đang định cư tại Montreal, Canada. Đọc qua tiểu sử thì soạn giả Nguyễn Phương rất có lòng với bộ môn sân khấu nghệ thuật Việt Nam dù là cải lương hay hát bội. Và sức hoạt động của ông cũng mạnh liệt lắm. Hôm trước thì mình cũng có đọc qua bài của chú Nguyễn Phương viết Khi người bạn đời của chú là thím Nguyễn Phương đã rời xa chú về với ông bà. Xin thành kính chia buồn cùng chú Nguyễn Phương về sự mất mát nửa phần thân thể quá đau buồn này. Bài viết sau đây thì tâm với thanh sẽ chia nhau mà đọc cho quý khán thính giả nghe nha. Bài viết được mang tên là Duyên kỳ ngộ. Đêm nay ngủ không được, thao thức từ đầu hôm cho đến 3 giờ sáng. Tôi đành thức dậy, nấu nước pha bình trà, rồi rót ba chung, đốt một cây nhang ở trên bàn thờ của vợ. Tôi ngồi cạnh bàn thờ, hai vợ chồng chúng tôi cùng uống trà, nói chuyện tâm sự với nhau nhìn di ảnh của vợ tôi nhớ lại biết bao nhiêu kỷ niệm ân ái mặn nồng những hình ảnh xa xưa bỗng sống lại sáng ngời trong ký ức ngày khi chúng tôi mới gặp nhau cho đến nay đã 67 năm nhưng trong đáy mắt của tôi hình ảnh của vợ vợ của tôi vẫn mãi mãi thanh xuân tươi trẻ đây là một mối duyên kỳ ngộ chúng tôi gặp nhau lúc chạy giặt đàn thổ năm 1946 và đến năm 1945, tôi là công chức phòng kỹ thuật sở Bưu điện Sài Gòn. Khi quân Pháp núp bóng quân đội Anh bắn vào đoàn thanh niên tiền phong, trong lúc đoàn đang diễn hành để mừng ngày độc lập, Ủy ban hành chánh Sài Gòn chợ lớn kêu gọi dân chúng bãi công bãi thị. Tôi bỏ việc ở sở Bưu điện trở về quê tỉnh Mỹ Tho để chờ xem tình hình như thế nào. Khi tôi về Mỹ Tho thì má tôi và các em tôi đã khóa nhà tức là khóa cửa nhà, tản cư quá cù lao rồng, cho nên tôi theo ghe chở hàng của cụ năm tâm về huyện kế sách chơi. Cụ năm tâm tức là cậu theo cách gọi của người Tiều Châu là thương buôn khách hàng quen thuộc với gia đình tôi. Cụ thường chuyên chở bông cam quýt và nhiều loại trái cây cho sạp hàng của má tôi ở chợ Mỹ Tho, nên chúng tôi xem cụ như một người cậu trong gia đình. Trong khi ghe thả xuôi con nước, cụ tâm bài tiệc nhậu rượu đế với tôi và vài bạn hàng theo ở trong ghe rủ vô lời ra cũ nói với tôi mày theo tao về dưới biệt vườn cây sách tao sẽ làm may cho mày một cưới một con vợ ngon lành tao bảo đảm con nhỏ này nhất định hơn cái con nhỏ ở cao lãnh mà má nó chê mày là kép hát rồi không có chịu gả cho mày á tôi mới nói trời đất lúc này giặt giả rầm rầm á một thân một mình còn lo chưa làm sao lo chưa có xong nữa làm sao mà dám tính tới chuyện cưới vợ thì mày cứ coi mắt con nhỏ đó đi nếu ưng á thì để đó tao nói ra nói vô với ông vua sim ông ưng á thì ông sẽ gả cho mày cho mày cưới mày khỏi phải lo gì hết á <laughs>